Hồi bé tôi được đi học múa cơ. Ồ, đã được đi học múa. Học ballet. Từ khi 4 tuổi là vì béo quá. Ồ, thì hồi đó đã bị rụt vào như này xong rồi là... Thời đó khổ vậy mà cũng bị bệnh béo phì luôn hả? Không, tức là ăn cơm thôi, vừa đổ nước mắm vào ăn thì cũng béo ấy, bà. Không phải là vì đói mà không ấy đâu. Vì tin một cái người đàn ông trong tình yêu, gọi là nói là mối tình thì nó còn quá. Mình cũng còn bé quá, làm sao biết thế nào là tình yêu. Nhưng bởi vì họ lớn hơn mình nhiều tuổi và họ áp đảo, cũng như họ thao túng cái tâm lý của mình, để cuối cùng họ dùng những cái hình ảnh đó họ tung lên trên đấy là để làm nhục mình, để họ control cái cuộc sống của mình. Thì mình quyết định là mình bung ra, mình chấp nhận là để họ tung lên như vậy. Mình trải qua, mình vấp ngã, mình đứng lên, mình dù sai hay đúng thì đó là cuộc đời của mình. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Gương trả lời, Thúy Nga đẹp nhất. Trời, tự nhiên thích thú dễ sợ luôn quý vị. Hôm nay Thúy Nga sửa soạn đẹp lắm. Đẹp để làm gì? Đẹp để mà chặt chém như một con nhỏ này, nhỏ bạn thân quý vị. Là ca sĩ mà đẹp mà sang chảnh mà đài cát dữ lắm, mà cũng hơi hề hước nữa. Nên bởi vì hôm nay là Thúy Nga đâu có dám mặc đồ bộ đâu, phải mặc đồ thiệt là đẹp, xong phải đứng trước gương, phải tự ngộ nhận là mình đẹp hơn con nhỏ này mới tự tin tiếp người ta, đúng không? Gương ơi, tôi đẹp không? Đẹp không? Trời ơi, vừa nói tôi đẹp không, có tiếng chuông. Chắc con nhỏ đẹp hơn tôi nó tới rồi. Hy vọng hôm nay nó sẽ xấu hơn tôi mà tôi phải là đẹp nhất. Bạn ta tới rồi, hy vọng nó sẽ xấu hơn ta. Tại vì hôm nay ta đầu tư quá mà. Trời, ta đã nghe tất cả những lời con nói. Nhưng xin lỗi con, sorry con nhé. Gương trả lời ta đẹp nhất. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1981, từng theo học cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, chị được biết đến khi thi Sao Mai điểm hẹn năm 2004. Sau nhiều ồn ào, ca sĩ sang Mỹ định cư. Chị kết hôn với em trai của ca sĩ hải ngoại GZ Phương Trinh là Quyến Nguyễn vào năm 2010 và ly hôn vào năm 2013. Sau đó, Hồng Nhung chung sống với doanh nhân Minh Quân. Hiện chị là mẹ đơn thân của hai bé Skyler và Sukem. Ủa? Nãy giờ đứng nghe hết trơn hả? Nghe rồi. Ủa, tôi nói xấu bà quá trời mà bà cũng nghe luôn hả Nguyễn Hồng Nhung? Tôi sẽ không bao giờ xấu được hơn bà. Mọi người ơi, hôm nay sao là trên mặt của bà nó có một cái lông ở đây nhỉ? Ê, đừng có nhổ lông tài đấy. Lông tài đấy. Đây này, để tao sửa son. Bữa qua ăn vụng ở đâu mà son môi nó dính đầy mồm thế này. Một chả sữa, nó mới cho uống thử. Hôm nay thế nhà ngươi có mang gì đến cho ta không? Em đang làm con trà sữa. Ôi, con mụ phù thủy ác độc này, nó cho uống trà sữa. Ê, nhưng mà trong truyền thuyết, câu chuyện là cho ăn quả táo độc để mà ăn xong Bạch Tuyết sẽ chết. Trong cái trà sữa này có tẩm thuốc hay không? Cái đấy nó xưa rồi. Không ai giờ bỏ vào để đi tù à? Thế bây giờ chỉ có uống trà sữa cho nó béo hơn thôi. Ôi trời ơi, chết. Đằng nào vào cũng sẽ béo thôi. Đằng nào cũng hại nhau. Uống 2 ly luôn đi tù, không uống lắm. Ôi trời ơi, ít ác quá, nhưng mà bị cái mê trà sữa như quý vị. Hôm nay Thúy Nga rất là vui khi là được đón tiếp một nữ ca sĩ. Vui, sao mặt đang vui nhỉ? Không vui chứ, đang vui. Thúy Nga đang rất là vui. Thúy Nga rất là vui khi mà đón tiếp một nữ ca sĩ là bạn thân của Thúy Nga, là nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung quý vị. Nguyễn Hồng Nhung ngoài ca hát rất là hay, trò chuyện thì rất là hóm hỉnh, và đặc biệt thì là rất là nhiều cái gọi là bất ngờ. Thì ngày hôm nay là Nga mời Nhung tới đây thì cũng áp lực lắm bà. Thế, thực sự là em phải đi giày cao hơn bình thường đúng không? Trong nhà với chủ nhà mà sao phải đi giày cao thế? Chương trình này là tôi chỉ mặc đồ bộ thôi, nhưng mà riêng nghe nói đồ bà. Bây giờ để cho tôi chào khán giả đã. Thưa quý vị, Hồng Nhung xin gửi tới lời chào thân thương nhất tới quý vị đang xem chương trình. Chương trình tên là gì? Chương trình này là Thúy Nga nhà có khách. Dạ, khách đến rồi, mời Thúy Nga tiếp đi. Dễ thương quá quý vị ơi. Nói chung là nói chuyện Nguyễn Hồng Nhung là nhiều lúc em nói không lại quý vị. Tại vì Nguyễn Hồng Nhung rất là hóm hỉnh. Không biết cái duyên ở đâu nó nằm được đâu. Ủa sao ngày xưa không đi thi hài thì như thi hát vậy? À, thi hài mà nó rớt mà. Ủa có thi thật không? Có, tại vì tôi là chỉ duyên khi có bà thôi.
Không, Nha đi diễn với Nhung mỗi lần mà Nhung đứng trên sân khấu, Nhung nói chuyện là dưới khán giả cũng cười bò. Đấy mà không có áp lực của một diễn viên hài. Đôi lúc bây giờ là ca sĩ mà. Bây giờ người ta đang có cái giai thoại về bà biết không? Giai thoại như nào nhỉ? Đừng mời con Nhung nhiều, tại vì nó lên sân khấu nó nói nhiều hơn hát, mà nó nói cười quá người ta không cho nó hát luôn. Ôi trời chết rồi. Ủa không biết à? Tôi vẫn hát đầy đủ mà. Không hát đầy đủ nhưng mà nói nhiều quá chiếm mất cái giờ hài. Bà thấy lâu nay tôi có đi diễn hài không? Tại bà chiếm luôn bà giờ. Bà bán sầu riêng. Không phải, bà chiếm luôn giờ của tôi nên người ta không dám mời tôi nữa, sợ hết thời lượng. Đổ tiếng ác cho tôi nữa. Không hề. Thưa quý vị, là cái điều đấy nó rất là oan. Khi mà lên sân khấu là mình chỉ muốn mang đến sự vui vẻ cho tất cả mọi người thôi. Mà nếu mà ca sĩ mà bây giờ mình chỉ lên là mình ra, kính thưa quý vị, sau đây là bài hát này. Ồ, nó cứng rồi. Kính thưa quý vị, và sau đây là bài hát sau. Kính thưa quý vị, và sau đây là xong rồi. Cứng nhỉ? Khó chịu lắm luôn. Bây giờ ca sĩ đi ra mọi người ai cũng tương tác mà. Tương tác với khán giả có phải mình thôi. Nhưng mà người tương tác mà duyên dáng nhất là tôi vẫn chấm Hồng Nhung. Rồi đâu ra mà lời nói mà cười chết luôn. Bà có công nhận là mỗi lần tôi với bà tấp vào nhau á, là y rằng giống là như hai luồng điện mà nó hợp với nhở. Đấy. Chẳng nhẽ cuối đời chúng mình ở với nhau thì nó hơi bị kỳ nhở. Thôi bà đừng chù tôi như thế. Em vẫn mơ ước và khát khao một hạnh phúc. Vẫn ở một mình vẫn thôi. Vẫn đúng giới tính mình. Đúng rồi. Thì đây là hôm nay là đến với chương trình trò chuyện chúng ta nghiêm túc một tí quý vị ạ. Đấy giờ là nghiêm túc dữ chưa? Không, nãy là nó vui rồi, bây giờ mình trở lại nghiêm túc. Bắt đầu tại sao mà Nhung lại thích nghề ca hát? Gia đình có ai theo nghề này không? Bà đang phỏng vấn tôi đây. Ôi, phỏng vấn rồi đấy, vào cuộc rồi đấy, nãy giờ là đề ba thôi. Thưa bà Nga. Thưa bà Nga lần hai. Thưa cái tôi già dữ vậy bà. Bà gọi tôi là bà thì tôi gọi bà là bà. Hồng Nhung ơi, Nguyễn Hồng Nhung. Khiếp bà nói, ủa cái viên nó to thế. Viên gì thôi chứ nó cũng không có giá trị lắm đâu, bỏ đi. Không giá trị bằng cái đồng hồ với cái sợi dây ngọc trai Chanel của bạn đâu. To quá. Bây giờ mình tập trung vô câu hỏi đi để lẩn nhẩn thôi mà. Nghề ca hát thì nói chung là các cụ có nói rằng là mình là không chọn được nghề, nhưng mà nghiệp ấy, thì chọn mình đúng không? Nhiều người đến khi mình học một cái ngành nghề nào đấy rồi ra cuối cùng mình lại làm một nghề khác hẳn. Bà có công nhận điều đấy không? Nhưng bà học trên sân khấu đúng không? Thế bà có nghĩ ra bà làm danh hài không? Không, lúc đó thật sự Nga bước vào trường sân khấu biết là mình đi học, mình rất là có năng khiếu hài, bạn bè vẫn kêu mình là ô Nga Nga, lớn lên mày đi vào, nó không có dùng cái từ kịch nhá. Nga Nga, tao thấy mày hợp với mai mốt mày đi vô mấy cái chỗ siết khỉ mày làm trò. Ủa cái gì vậy trời? Tôi ngồi tôi quan sát. Tôi tưởng là tôi làm trong đoàn siết. Nhưng mà lúc bắt đầu Nga, tức là cái tính cách của bà là đã như thế rồi. Là không, là Nga đã vui rồi. Nhưng mà khi vào trường sân khấu thì mình có một ước mơ khác. Thời đó rất là mê những cái bộ phim Cũng Lợi. Thì tôi rất ước mơ sau này tôi học ra trường tôi sẽ cũng như Cũng Lợi. Mà cuối cùng đời tôi cũng vậy. Thì là đó. Ủa vậy là tôi đang phỏng vấn bà. Thôi Nhung tập trung vô câu hỏi đi. Nhung phải trả lời cho chương trình biết là tại sao Nhung đến mấy cái đường ca ra. Tôi nói như thế là tại vì sao? Tại vì hồi bé tôi được đi học múa cơ. Ồ đã được đi học múa ballet từ khi 4 tuổi là vì béo quá. Hồi đó đã bị rụt vào như này xong rồi là thời đó khổ vậy mà cũng bị bệnh béo phì luôn hả? Không, tức là ăn cơm thôi chứ vừa đổ nước mắm vào ăn thì cũng béo ấy bà. Không phải là vì đói mà không phải đâu. Kính thưa quý vị, là đây là một câu chuyện nó rất là thực tế ở cái là Nguyễn Hồng Nhung cũng không phải là một người mê múa đâu, nhưng mà tại vì là có chị gái, chị ruột, hai chị em thì lại thích múa, đâm ra là mẹ nói thôi cho hai chị em đến học chung một cái lớp đấy. Thứ nhất là có người quản đúng không, đỡ phải vì mẹ phải đi làm cả ngày. Thứ hai nữa là học như thế thì nó cũng tốt cho cái dáng của mình, tức cái cổ của mình nó dài ra, hay là nói chung là tốt cho con gái. Đấy, con gái thì cần phải dáng thì các cụ ở nhất dáng nhì ra. Thế đâm ra là tống luôn vào cái lớp múa đó. Là vì xấu quá nên múa dáng còn đẹp nên tống lớp múa chứ không phải vì đam mê. Đúng rồi. Thế nhưng mà thực ra là thưa quý vị là sau khi vào lớp học múa được 1 năm thì tự nhiên chị gái phát hiện là cứ đến giờ học múa thì không thấy em mình đâu cả. Nói ra là tôi đi sang lớp hát, tôi đứng tôi dòm như thế này cả buổi, về là bị mẹ cho ăn đòn. Tại vì đó, tốn bao nhiêu tiền để cho đi vào cung thiếu nhi học múa mà tại sao lại trốn đi sang cái lớp đấy xem. Lớp đấy là lớp gì? Lớp học gọi là lớp hợp xướng, có nghĩa là học thanh nhạc.
Đấy, hồi đấy là thầy giáo Nguyên Hà dạy ở, ở trong cung thiếu nhi. Thì Nguyễn Hồng Nhung nhớ là cứ đến giờ như thế thì tự nhiên thấy cứ tiếng hát tiếng đàn nên là tự nhiên cũng hút hút mình theo. Thế là vào đấy để đứng dòm vào cửa nơi thôi. Thì có một ngày á, thì thầy Nguyên Hà mới vẫy tay. Tôi bảo chứ thế cháu đứng đấy làm gì? Cháu xem. Thế cháu có thích hát không? Cháu thích. Thế vào đây. Thế là vào thầy Nguyên Hà mới bấm Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Thế là xứng âm theo nhá. Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Do Si La Sol Fa Mi Re Do. Thì thực ra là ở nhà đã nghe bố đánh đàn guitar và dạy những cái bài hát thiếu nhi rồi. Cho nên là thầy mới đánh đàn piano, thầy bảo xứng âm thử. Thì ai ngờ đúng cao độ và giọng lại sang sảng ra mà hát coi như là chẳng cần biết ai đang nhìn mình. Thì thầy mới bảo là thế cháu ở lớp nào sao mà cháu ở lớp múa. Thì sau đó thì thầy mới đợi là mẹ tôi đến đón, là mới bảo là thế cô vào đây thì tôi có một cái lời như thế này đối với cô, là tại vì con của cô ấy là con bé này này, nó là con Hồng Nhung này, là tôi nghĩ là nó phù hợp với cái này hơn là cái vấn đề múa. Thế thì mẹ bảo thế à thầy, vâng ạ, thế thì thôi thì cố gắng để cho cháu nó theo. Thì đó trở đi từ hồi 4 tuổi và đến lúc 5 tuổi là được đài truyền hình mời hát lĩnh sướng, và cứ từ đó trở đi là trở thành một ngôi sao nhí ở trong chương trình Những Bông Hoa Nhỏ của đài truyền hình Việt Nam. Đến năm 8 tuổi thì thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và học 10 năm ở trong trường đó, nhưng vẫn học văn hóa ở trường ngoài lớp 1 đến lớp 12 và vẫn thi đại học bình thường. Với quan niệm của gia đình của tôi á, là du học nghệ thuật lúc đấy không kiếm ra tiền, cho nên là vẫn phải có một cái nghề cho mình, cho nên bắt các con là vẫn phải học theo như là phải học văn hóa để chọn một cái nghề cho mình, còn hát chỉ là phụ thôi. Nhưng mà cuối cùng đấy, cuộc đời nó đưa đẩy. Sau khi tôi học ngành thiết kế thời trang ở trong viện đại học mở mà 5 năm đại học và tốt nghiệp, làm đồ án tốt nghiệp xong thì tôi đi thi Sao Mai Điểm Hẹn. Và Sao Mai Điểm Hẹn xong thì tôi được mời làm giảng viên của trường Đại học Dân lập Hồng Bàng về giảng khoa thiết kế khoa thiết kế thời trang. Ủa sao thi Sao Mai mà lại đi về giảng dạy khoa thiết kế? Tức là rất khao khát được hát và vẫn khao khát được hát và vẫn hoạt động ở trong các môi trường về văn nghệ ở tại Hà Nội và cũng như là Sài Gòn, nhưng mà lại được trường Dân lập Hồng Bàng ở trong Sài Gòn mời làm giảng viên về dạy các em về đại học của năm thứ nhất của trường đó. Thì sau khi mà éo le nhỉ, thì vẫn là giảng viên dạy các em bình thường, mà các em mà bóng đi hát qua luôn. Tối qua con vẫn đi xem cô hát vẫn ở cô hát đồng luôn. thì đó thì cái thời đó mình chuyện, cái câu chuyện nó là nó rất là hy hữu trong những câu chuyện là mình thì mình rất khao khát cái chuyện hát. Nhưng mà cái cuộc đời rồi cuộc sống cứ đưa đẩy mình đưa đi làm mình, cô giáo thì mình lại làm những cái nghề khác nhau. Cho nên bà hỏi tôi là tại sao tôi lại đi vào hát và bây giờ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Thì thực sự mà nói là tôi phải nói là đấy là một cái điều mà tổ nghề nghiệp chọn mình, đúng không? Thế mình có chọn được nghề đâu. Nhung là theo kiểu nghe thấy là Nhung kết hợp được nhiều ngành nghề nên là cái kỹ năng đứng sân khấu của Nhung rất là tốt. Cái thời điểm mà Nhung thi Sao Mai Điểm Mẹ là Nhung đạt giải mấy? Nhung là một trong top 5, còn giải nhất là Tùng Dương với Kasim. Kasim với Kim Tùng Sa Dương. Đấy. Kim Sa học lũ hả? Kasim. Nghe câu chuyện của Nguyễn Hồng Nhung á thì nghe biết là Nhung có một cái cũng là trong một cái nôi nghệ thuật á. Bố của tôi á là ông rất là tài hoa. Có nghĩa là ông là vẽ rất xây dựng. Đẹp nha. Đấy, ông là cái xây dựng nhưng mà ông lại là kiến trúc sư, rồi ông lại làm hoạt động về văn hóa văn nghệ với toàn là những nhạc sĩ như là Văn Thành Nho, những người nhạc sĩ ngày xưa, ta là thời cùng thời đó. Và ngay từ bé đó là bố của tôi đã ngồi đàn guitar này và tôi rất là say mê ông đàn, rồi ông dạy mình hát những cái bài hát thiếu nhi. Đã say mê rồi đó. Đã say mê rồi, nhưng mà mẹ tôi thì nói là thôi hát thì thấy vất vả, nếu mà theo nghệ thuật thì vất vả, cho nên là muốn các hai chị em phải theo một cái gì đó để mà có kiếm tiền được. Nghe thấy là Nhung là được đi học hát từ bé luôn đúng không? Dạ. Thì là chuyển qua hát như vậy là cái thời điểm mà của Nhung á, nghe nhớ là có tiếng hát truyền hình mà của con nít tới cái giờ mà thiếu nhi á, là Nhung có tham gia những chương trình đó. Lúc nào cũng xuất hiện ở trên TV từ lúc 7 giờ cho đến 7 giờ 15 là chương trình Bông Hoa Nhỏ, là hầu như hoặc là trên đài phát thanh là những cái bài hát của thiếu nhi á. Mà mình là trong top ca hay được đơn ca? Mình đơn ca hết, hầu như là đơn ca hết hoặc là lĩnh sướng. Tức là mình đã được nổi tiếng từ bé rồi, giống như là một ngôi sao nhí từ bé. Nếu mà nói về ngôi sao nhí thì có ngày xưa trong Nam là có Hiền Thục này, đúng không? Thành Ngọc Linh này, đấy. Thì đúng là rồi. Ở ngoài Bắc á là có Nhung. Tức là những cái đứa bé mà
bé nổi tiếng và lớn cũng được theo nghề và cũng được hát hên đó. Tại vì người ta nói là rất ít, thường là bé, thường là bé mà thằng đồng là lớn là hủy diệt luôn. Là không có theo nghề được. Đúng rồi. Thực ra là ông tổ chỉ cho cái tỏa sáng cái khúc đúng đó rồi, chỉ khúc chính là kỹ năng nghề nghiệp bà hơi bị dày đấy, rất dày, dày đấy. Mà bảo kỷ niệm bao nhiêu năm ca hát thì thực sự là từ hồi bé tí xíu cho đến bây giờ, với cái tuổi trẻ như vậy nè quý vị, mà tự nhiên làm kỷ niệm 50 năm ca hát, ta tưởng hết hồn, ta tưởng bà Nguyễn Hồng Dung chắc già dữ lắm biết không, nhưng mà đâu biết là đi hát từ năm tuổi. Nhung đi ca hát như vậy thì cái thời điểm nó còn nhỏ đúng không, thì mình đi diễn show diễn hát như vậy, thời điểm đó Nhung có được nhiều tiền không Nhung? Thực ra thì hồi đấy cái tiền cát xê, gọi là tiền cát xê, tiền biểu diễn ở cho phong bì là nó rất là nhỏ thôi, ví dụ như vài chục đồng, 20.000, 30.000, mình cảm thấy là ui về được đưa cho mẹ để mà được ăn thịt. tại vì là nhà thì khó khăn, không có điều kiện để mua thịt ăn, mà bố thì đi công tác về thì có được cái bánh mì với hộp sữa thì cất lên tít tủ cao, chứ không mà tôi chén hết. Ủa vậy hả? À kiểu như hồi đó tròn tròn béo béo nên thích ăn rất đúng không? Thèm ngọt. Hoặc là phải giấu lên luôn hả? Bởi vì thế mỗi lần mà mẹ tôi mà đưa tôi bảo này, đưa tiền đi ra ngoài chợ ngay dưới chân cầu thang ở nhà khu tập thể, đi ra mua thịt về đây thì về đến nhà là còn có 3 miếng thôi. Muốn sao vậy? Ăn vụng, thèm quá. Đâu thịt lúc đó đã nấu đâu mà ăn thịt được. Quay, thịt quay, ví dụ mua thịt quay, thịt luộc gì đấy. Ăn từ ngoài chợ ăn về rồi. Là đã có cái bệnh ăn vụng từ bé, là ăn từ ngoài chợ. Coi như là không, nhưng mà bà phải công nhận một điều là ăn kiểu như thế nó ngon không? Thế bày lên đĩa có khi nào? Rồi về có bị đánh đòn. Ăn đòn suốt rồi. Không ngày nào mà không bị ăn đòn. Không ăn đòn là cảm thấy nó trống vắng. Vậy hả? Ừ. Nhỏ cho nên cái... quyết tâm là phải kiếm bằng được tiền để làm gì, để mua thịt. Tức là thịt quay thì người ta hay để củ kiệu xung quanh này, thì cứ ngồi nhồi, nhồi kiệu nói, dưới thôi. Nó chỉ thèm quá luôn. Đúng không? Thịt quay á mà người ta chặt ra đúng không? Thế xong rồi người ta để củ kiệu ở dưới, xong rồi người ta gói bằng cái giấy báo với lại ấy vào á. Nó thơm nức lên đúng không? Xong mỡ nó dính ra ngoài. Xong bắt đầu mình quẹt miếng thôi, mình quẹt. Trong mình thấy ngon quá. Cái này ngon quá. Nghe bà tỏ thèm luôn. Thế là về còn mỗi củ kiệu với 3 miếng thịt thôi. Thế bây giờ bà đang hỏi tôi là cái vụ tiền đúng không? Là thực ra thưa quý vị là học nhạc á, là mẹ của ông Nhung là nói là nếu mà muốn học nhạc thì phải tự lo học, chứ mẹ không có lo tiền. Trời ơi, hồi đó mẹ cho học xong mẹ lại cũng không cho nên tôi phải cố gắng học để lấy học bổng ở trong trường. Còn ngày đó tôi là một người trong những số ít các bạn mà học trong lớp mà được học bổng, bởi vì khoa thanh nhạc thực sự là học rất tốt. Để mà được học bổng là tất cả các môn á, mình phải lúc nào cũng phải 9 trở lên thì mới được học bổng. Thế cho nên tôi lúc nào cũng phải học sinh giỏi để mà có được tiền để làm gì, để về đưa cho mẹ đi chợ. Cho nên là hồi đấy tôi còn nhớ là tôi được cả 70-80 nghìn một tháng thì học bổng đó. Thôi ngon rồi. Hồi đấy là rất là lớn. Lớn chứ. Mỗi lần đi diễn mà được, ví dụ như đi hát cho nhà hát Quận Hoàn Kiếm mà đi hát cho ở nơi này nơi kia mà được 50 nghìn mở ra, mà một ngày tôi chạy show, từ bé tôi đã chạy show là phải 3-4 show một ngày, ví dụ cũng phải được 150 nghìn. Trời nhiều ấy Nhung. Rất nhiều. Nhiều lắm luôn ấy. Cho nên là xe đạp tôi cũng tự mua luôn. Vì mẹ làm gì có tiền, bố làm gì có tiền. Đấy. Mẹ hồi đó là làm nhà nước à? Đấy, thì mẹ thì làm kế toán ở công ty cấp thoát nước. Bố tôi thì làm ở bên ngoài, ví dụ đi xây dựng, làm thiết kế này cái thứ. Thật ra là nó cũng, và cái nghề đấy thì thực ra người ta nói là chủ thầu xây dựng là sẽ rất giàu, nhưng mà giàu với một điều kiện là người ta ăn gian. Người ta xây một căn nhà và người ta bớt được cái vật liệu này cái thứ. Nhưng mà bố tôi thì không. Trời ơi. Bố tôi là một cái người mà chủ thầu duy nhất mà không có giàu. Và tại vì sao? Tại vì bố tôi nói là một cái căn nhà mà người ta ở thì người ta cần phải có một cái sự lâu bền. Và đấy là cái phúc cái đức mình để lại cho cái căn nhà đó. Giống như con cháu mình, bây giờ mình xây một căn mà chả biết nó nghiêng nó vẹo thế nào, rồi bớt một tí cốt thép ở đây, bớt một tí gạch ở kia, thì mình cũng được thêm tí tiền. Nhưng mà cái điều đấy tôi đồng cảm với bà Nhung nhiều chuyện quá. Bố Nhung giống bố Nga. Bố Nga cũng làm về xây dựng á. Đó. Mà hiền lắm. Đấy. Người ta giao sao làm y chang vậy, không còn lỗ cơ, nhiều khi còn mà còn xây rất là có tại tâm vì, cơ đúng rồi, mà cuối cùng là tăng. Nghèo ơi là nghèo. Mà lúc đó Nga còn trách nha, nó ba sao cái nghề của ba, sao con thấy người nào người ta cũng giàu mà sao ba nghèo quá vậy, mà không có cái gì cho thế. Con tại vì liêm khiết quá đó. Đấy. Kiểu trung thực á. Không, mà nhờ vậy mình cũng có cái phước giống như là đúng cha rồi. Để đức cho con đúng gái rồi. Mình như vậy mình mới ngưỡng mộ cái những cái tâm của ông ở trong cái cách làm nghề. Tại vì thực ra tính của ông cũng nghệ sĩ nữa, ông cũng bảo tiền là cái gì đó cái kiểu đó tiền đúng rồi, nó bao giờ mà mình làm ra được, mà mình có sức khỏe là mình làm ra tiền thì cũng có sao đâu.
thì miễn làm sao mà mình có cơm, mình không bị đói, rồi ở cũng ở một căn nhà để ngủ một cái giường, cả nhà sống trong 13 mét vuông thì cũng ở được mà. Có sao đâu. Đối với mình hồi đấy, sao tôi thấy hồi xưa tôi về với nhà 13 mét vuông, tôi thấy nhà nó rộng lắm nhá. Rồi bây giờ tôi về, bây giờ căn nhà đấy bố tôi vẫn ở, mẹ tôi vẫn ở, mà tôi sao bây giờ nó nhỏ thế nhỉ? Chật, tại vì mình ở Mỹ, nhà rộng mình quen. Bây giờ trở lại với cái sự nghiệp của Nhung đi, Nga thích cái câu chuyện của Nhung mà từ bé tới lớn, từ bé cũng là dạng cũng dạng thần đồng rồi đó. Nhưng mà hồi bé Nhung rất là nổi tiếng đúng không? Nhưng mà lúc mà lớn lên để chuyển qua một cái giai đoạn trưởng thành mà để hình thành một cái Hồng Nhung lúc mà trưởng thành giống như Phương Mỹ Chi giờ đi, hồi nhỏ rất là nổi tiếng, bây giờ nó lớn lên nó phải hình là làm sao để cho nó vẫn định hình, nó giữ được cái tên tuổi. Thì lúc Nhung lớn lên, Nhung có bị áp lực đó không? Khi mà Nhung nghĩ rằng là cái bước ngoặt mà mọi người nghĩ đến bước Nhung sẽ là một cái giải sao mai điểm hẹn, và một cái điều mà Nhung không bao giờ muốn nghĩ tới, nhưng mà nó lại là cái điều mà mọi người sẽ chỉ nhớ đến. Bởi vì đó là một cái điều, một trong những cái điều mà Nhung nghĩ là không ai mong muốn cái điều đó, nhưng mà nó đã xảy ra với cuộc đời của mình, và nó cũng là một cái điều để mình trưởng thành hơn. Vì tin một cái người đàn ông trong tình yêu, gọi là nói là mối tình thì nó còn quá, mình còn bé quá làm sao biết thế nào là tình yêu. Nhưng bởi vì họ lớn hơn mình nhiều tuổi, và họ áp đảo, cũng như họ thao túng cái tâm lý của mình, để cuối cùng họ dùng những cái hình ảnh đó họ tung lên trên đấy là để làm nhục mình, để họ control cái cuộc sống của mình. Thì mình quyết định là mình bung ra, mình chấp nhận là để họ tung lên như vậy, để mà mình phải có được một cái tự do. Bởi vì nếu mà cuộc sống suốt ngày bị họ đánh đập như thế thì mình không thể nào mà mình sống được. Cho nên là mà đánh như thế xong rồi thì cũng không dám nói cho bố mẹ biết. Những lúc mà bị đánh mà đi vào bệnh viện nằm thì chỉ có bạn bè biết thôi, bạn bè đưa vào bệnh viện thôi. Thương quá. Đấy, cho nên khi mà Nhung quyết định là Nhung tham gia Sao Mai Điểm Hẹn thì họ đã gây những cái áp lực rất là lớn. Và họ nói là nếu mà thích làm một ngôi sao, thích làm nổi tiếng thì họ sẽ cho nổi tiếng luôn. Thì họ đã làm điều đó. Thật ra tất cả scandal nào người phụ nữ vẫn là thiệt thòi. Đúng rồi. Nhưng mà cái thời điểm đó đó, gia đình Nhung đó có cách nào để cho giúp cho Nhung vượt qua những cái scandal đó mà không có bị tổn thương tinh thần hay là... Gia đình không đóng góp một vai trò quan trọng đâu. Quan trọng là chính bản thân mình. Mình biết là mình bị một cái vấn đề gì đó thì chắc chắn là mình đã làm cho gia đình mình đau khổ rồi. Đúng không? Cho nên mình phải có trách nhiệm với điều đó. Và Nhung cố gắng một mình đứng dậy thôi. Chứ còn nếu mà chờ đợi nó thứ nhất là bố mẹ ở xa nhá. Ví dụ bố mẹ ở Hà Nội, Nhung ở trong Sài Gòn khi xảy ra chuyện đó. Từ cái câu chuyện đó, Nhung với những người bạn bè và cũng như là với những người làm nghệ thuật đó, thì họ có hai luồng dư luận. Một bên là bênh mình, vì mình là phụ nữ, vì mình là nạn nhân. Còn một bên thì là không hài lòng với những cái điều mà xảy ra đối với mình, tại vì họ có những thành kiến. Thì đúng thôi, mình không quyền trách họ. Tại vì sao? Mình làm sai mà. Mình đặt niềm tin sai người, mình xảy ra cái chuyện đó nó quá lớn đi. Cái chuyện đó với một người phụ nữ, một con gái mà mới lớn thì cái điều đó nó kinh khủng. Mà nhất là mình là nghệ sĩ nữa. Nếu mình để cái chuyện đó nó xảy ra thì như thế là mình sai. Cho nên mình phải nhận lỗi về mình. Nhung là người sai. Và Nhung phải có trách nhiệm làm sao cho gia đình mình để lấy lại cái danh dự. Cho nên Nhung phải bằng mọi cách để làm sao Nhung phải đứng lên lại được. Để Nhung trở thành một cái... Nhung không dám nghĩ mình là một ngôi sao hay điều gì đó. Và Nhung cũng không thể nào bơ dư luận đi để mà sống được. Không thể nào đạp lên dư luận mà sống được. Bởi vì chính những người khán giả sẽ là người quyết định cho mình cái con đường nghệ thuật của mình có lâu dài hay không phải. Nhưng mà mình phải chứng minh được với họ là gì? Mình làm việc một cách thành tâm. Mình không phải là con người như vậy. Mình không phải dựng lên cái scandal để mà mình nổi tiếng. Nếu mà làm như thế thì đánh đổi nó quá lớn. Cho nên là Nhung chỉ có một cái niềm duy nhất là cái gì? Mình hãy sống thật. Bằng cách là mình làm nghề một cách nghiêm túc. Và Nhung lao động nghệ thuật một cách hăng say. Mọi người thì nói là Nhung có nghị lực, nhưng mà Nhung thì Nhung nghĩ là Nhung phải cảm ơn vì cuộc đời đã dạy cho mình rất là nhiều điều, nói không hề sáo rỗng đâu. Nó là một điều thực sự là cái gì? Mình trải qua, mình vấp ngã, mình đứng lên, mình dù sai hay đúng thì đó là cuộc đời của mình. Và mình không thể nào mà mình đổ lỗi cho bất kỳ một ai cả. Và mình phải có trách nhiệm với đó, điều đó. Trách nhiệm với những bài học của mình. Đúng. Và mình hãy sống như thế nào để cho lấy lại cái niềm tin yêu của gia đình, lấy lại cái niềm tin yêu của khán giả. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mình phải vượt qua được chính bản thân mình. Có nhiều người giống như Nhung, xảy ra những trường hợp như Nhung chẳng hạn, thì người ta không vượt qua được. Thì lúc đấy Nhung chỉ có 22 tuổi thôi.
đúng không? Với một cô gái 22 tuổi mà như thế thì bây giờ Nhung 42 tuổi. Thì 20 năm trước mình là một con người khác. Và mỗi một năm trôi qua, mỗi một sự việc đến với mình thì mình sẽ trở thành một con người khác. Và đến bây giờ, một người mẹ như Nhung với hai đứa con của mình thì mình sẽ không phải sống cho mình nữa, mà mình sẽ sống vì con mình. Giống như Nga cũng vậy, Nga sẽ sống vì người khác thôi. Bởi vì Nga thấy rằng là Nga với Nhung có nhiều cái sự đồng cảm. Là tại vì sao? Chúng ta không có phải là mình không phải là cái người mà mình luôn luôn nói chuyện với nhau mỗi ngày. Vì mỗi người bà mẹ nào cũng phải lao vào cuộc sống, và nhất là một cuộc sống ở bên Mỹ nữa. Để làm một người mẹ đơn thân thì không phải dễ dàng. Đúng. Bởi vì ai là người đi đón con mình, ai là người giữ con mình, ai là người dạy con mình học, ai là không có một hình bóng dáng của một người cha. Thế là mình phải làm hai vai rồi. Và tất cả ở Mỹ thì không có thể nào mà dễ dàng kiếm được người giúp việc. Ví dụ ở Việt Nam, một cái cộng đồng Việt Nam thì không có người này thay người khác. Nhưng mà thực sự là ở bên này, mà một cuộc sống bên Mỹ thì mình có mời ai đó hay mướn một ai đó giúp cho mình, gọi là giúp, thì mình cũng phải lấy lòng người ta, đúng không? Bởi vì nếu mà người ta giận một cái là thôi mình hỏng, là mình không có sự ấy được. Mà dù Nhung có mẹ ở cùng, nhưng mà mẹ mình sức khỏe cũng chỉ có hạn thôi. Với lại cái cách mà suy nghĩ của bà với các ông bà thời xưa nó cách ngỡ với cái thế hệ, và hơn nữa lại là một cái môi trường hoàn toàn mới như ở Mỹ. Thì với trường hợp của Nhung thì Skyler thì bị tự kỷ, và cái nhu cầu của Skyler thì hoàn toàn với những cha mẹ mà có con giống như Skyler mà bị tự kỷ như là Nhung ấy, thì thực sự là mọi người sẽ hiểu đấy. Thì với cái câu chuyện mà Nhung có hai đứa con, Nga biết Nhung có một thằng con trai rất đẹp trai. Nhưng mà cái ngày Nhung biết là nó bị tự kỷ là năm bao nhiêu tuổi, và cái Skyler 2 tuổi rưỡi. Và cái cách dạy dỗ Nhung có bị khó khăn khi mà nuôi dạy con không? Nhung đã từng chia sẻ với mọi người về cái câu chuyện này rồi. Tại vì thực sự là với Skyler thì mỗi một đứa bé tự kỷ nó là một cái trường hợp khác nhau. Có những cái độ nó gọi là mức độ cao hay độ ở giữa hay mức độ thấp. Thì với Skyler là nó ở giữa, nó không phải là quá hung dữ. Nhưng nó mà hiền lắm. Nhưng Skyler rất là hiền, nhưng mà Skyler lại có một cái điểm là rất là khó trong cái cách ăn uống, trong cách sinh hoạt. Đúng rồi, những đứa trẻ từ cái đa phần cái phần khó ăn là nhiều lắm. Trong cách mà đi ra ngoài để tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài, hoặc là Skyler sẽ làm những cái điều mà một đứa trẻ bình thường thì họ sẽ, những đứa bé các bạn ấy sẽ không làm. Nhưng mà Skyler sẽ làm những cái việc giống như là hôm vừa rồi Nhung cho Skyler đi Halloween đi, đi vào trong đấy, xong tự nhiên người ta thì phải trả ticket, trả vé để người ta đi vào đấy. Ông xông vào luôn, đi luôn, ông chảo lên ngồi ung dung như đúng rồi ấy. Thế xong người ta bảo cái, thì người ta cứ nghĩ là lớn như thế, 12 tuổi là lớn cao lắm rồi, mà như thế là hư. Thì người ta bắt đầu người ta gay gắt lắm. Thật ra là người ta lôi xuống rồi, người ta là thì Nhung mới đang trong su kem. Thì Nhung mới chạy ra, Nhung bảo ôi xin lỗi nha, tại vì con tôi bị thế này thế kia. Thật ra là bảo, thì bên kia bảo trả tiền đi. Ở đây tôi sẽ trả. Thì vừa mới trả tiền xong thì Skyler chạy đi nơi khác. Không coi nữa. Không thích cái đấy nữa. Đấy. Thế xong rồi vèo cái là biến mất, coi như là tìm toát mồ hôi ra giữ được su kem. Thì là bắt đầu đi tìm Skyler, cứ vậy. Bởi vậy cho nên là Nhung thấy là những cái này chỉ có những người cha mẹ mà có con như vậy thì mới hiểu được thôi. Đấy, mà từ bé thì thực sự là Nhung đã phải ôm Skyler ngủ ngồi đấy. Tại vì Skyler không thích nằm, có nghĩa là thích ngồi mà phải đu đưa như này này đó. Trời, như vậy từ bé cho đến lúc mà 6-7 tuổi. Và tại vì ban ngày thì Skyler cứ phải nhảy và vẫy cái tay như thế này, em ra là tối hai chân nó sưng. Và cho nên mình phải ngồi bóp chân. Và ăn, bây giờ ăn uống cũng vậy. Ăn dễ không? Ăn dễ chưa? Ăn chỉ có uống nước lọc và ăn cơm. Cơm thì phải coi như là phải đổ vào chan canh hết vào cho nó mềm xuống. Trời, hồi nhỏ Nga nhớ Nga thương Nhung lắm nha. Cái thời đó Nga qua nhà Nhung chơi đó. Trời, Nga thấy cái cảnh mà cho cái thằng Skyler ăn mà Nga nhìn nó. Trời, tự nhiên Nga nói trời sao tôi có phước vậy. Cái con bé tôi cũng cực khổ mà đẻ ra nó dễ quá. Mà sao con Nhung, mà lúc đó Nga vẫn chưa biết thằng nhỏ tự kỷ. Nó ăn mà nhớ không? Nó ăn giống như ăn với hơi lợn cợn. Cái số lợn nó phun ra như cái vòi rồng luôn. Skyler không biết nhai.
thì đó nó không biết thì nhai trend, thì đến bây giờ cũng vậy luôn. Phụ cũng gửi người đến dạy cách nhai, gọi cách này kia, nhưng mà tùy từng đứa trẻ nó thẩm thấu đây không. Với lại khi có con tự kỷ là mình sẽ phải bỏ thời gian ra rất nhiều. Nhưng mà cái thời điểm đó là Skyler không ăn được như vậy trong đến mấy tuổi thì giờ Skyler mới chính thức ăn được bình thường. Đến bây giờ vẫn vậy, có nghĩa đến bây giờ vẫn phải mềm, bởi vì cứ chỉ cần hơi lợi gợn là phun ra hết. Bây giờ gợn cũng vẫn phun luôn. Cũng phun y chang hồi nhỏ vậy thì đó hả? Bên Nhung thì là như vậy. Còn về bên ba của Skyler thì Nhung cũng có nói chuyện với stepmom của Skyler, là cô vợ sau này của ba Skyler, thì cô nói là em cho con ăn bình thường. Con ăn, Skyler ăn là nhiều khi còn ăn được cả phở trộn cơm. Ồ vậy hả? Thế nhưng mà nước phở trộn với cơm. Thế nhưng mà bên này thì lại không ăn được. Có nghĩa là có thể là do cái hình thành cái thói quen, cái môi trường á. Về bên nào thì hay có nhiều lúc dạng. Nhung cưng nó quá, cái đông nó thành vậy. Nhung đã tập rồi, Nhung đã mua phở Nhung chọn, nhưng không ăn là không ăn. Ngộ quá. Nó ngộ lắm. Nên bây giờ mình thực ra trong những thế giới đó mình không thể giải thích được. Nhưng mà cái hiện tại cái cuộc sống của Skyler là Skyler có đi học bình thường không? Có, Skyler học trường vẫn biết chữ, vẫn biết đọc. Họ ở đây họ hay lắm, họ có những cái phương pháp mà để cho một cái đứa trẻ có thể học theo cái level của cái tầm mà nhận thức của cái đứa trẻ đó. Thì Skyler đang được học ở trong cái lớp đặc biệt đó, có nhưng vẫn là trong trường công bình thường chứ không phải trường đặc biệt. Đấy, tại vì Nhung không muốn đưa Skyler vào trong một trường, đẩy con vào trong một cái môi trường đặc biệt mà xung quanh Skyler toàn những em bé như vậy. Đó, rồi mình đưa con vào học trường bình thường đi, đúng không? Rồi sau đó chọn cái lớp đặc biệt. Thế tất nhiên không phải là mình chọn được, mà mình tha thiết cái điều đó với cái môi trường xã hội, và xã hội họ sẽ giúp mình để làm sao cho đứa trẻ đó có thể phát triển tốt nhất. Hiện tại thì Skyler vẫn nói chuyện được bình thường với mẹ à? Không, Skyler sẽ chỉ nói bằng chữ thôi, và nói rất là, nói bằng những cái câu đơn giản. Ví dụ như Skyler cần thì nói shopping à, là đi shopping. Target Target là cái nơi mà cái chợ mà bán, hay là shoe, hay là bảo chứ ví dụ như chỉ vào Sukem, Nhung hỏi ai đây, Sukem. Đó, ví dụ như thế. Thì Skyler nhận thức được hết, nhưng mà Skyler sẽ không nói khi không cần, và nói thì nói chỉ một chữ, một từ thôi. Đứa con như Nhung vất vả bằng nuôi 10 đứa con. Đúng. Cho nên mọi người hỏi là ôi tại sao có thể vượt qua được cái này cái kia, hay là thì Nhung thấy nó đã là cái gì đâu. Nhưng mà riêng với bé Sukem thì Nga thấy là bé nó khá lắm. Sukem lại là một trường hợp khác nữa. Sukem thì quá là nghịch đến mức mà một năm đổi 6 trường. Ôi trời, ba con gái mà bé nghịch vậy hả? Và đưa đến trường dòng để học với các sơ. Thì các sơ đã nói rằng là thôi bây giờ sẽ cho Sukem tốt nghiệp sớm. Mà sao vậy? Thôi tôi còn một năm nữa mới tốt nghiệp. Không. Sơ tin là Chúa sẽ dẫn đường cho Sukem. Đấy, sơ hỏi gì ta nữa. Là vì sao? Nó nghịch lắm hả? Nghịch. Vậy hả? Nó nghịch. Động. Nó là sao, là nó phá những cái đồ đạc hay là nó như thì, nào? Thì nói chung là nó không nghe lời ấy. Nghĩa là các cô giáo bảo là ok, cái giờ này là phải làm này. Thì nó đi làm cái khác. Thì mình nhìn con mình nó đang làm gì khác ở đâu ấy. Nó không ngồi chung với các bạn để làm những điều như người ta. Ôi, bà tăng động nhỉ. Những đứa trẻ tăng động là thông minh lắm, Nhung biết không? Nó hơi tăng động quá đó. Hồi bé bọn mình có tăng động không? Không, tôi tăng động như hồi nhỏ. Tôi tăng động nhưng mà tôi không có quậy. Nhưng mà cái cách đúng. Chơi của tôi ấy, nó hơn, cái level của tôi nó hơn người ta một chút. Đúng rồi, chắc chắn đúng không? Mình nghĩ ra những cái trò. Những cái không giống ai. Không giống ai. Cái trò chơi tôi là không đấy. Giống ai. Có như ví dụ như tụi nó chỉ chơi đồ hàng là tôi đã chơi tới diễn kịch rồi đó. Mà khi bắt đầu tụi nó diễn kịch là tôi lên tới level chơi trò chơi thi hoa hậu á bà. Thời điểm đó không ai chơi trò chơi thi hoa hậu, mà lúc nào tôi cũng bày trò tôi đi thi hoa hậu mà tôi phải thắng giải mới chịu nha. Đó, và cuối cùng bạn đã trở thành hoa hậu thật. Hôm nay là kể chuyện của Nhung thì nó vừa cái đó, nó vui có nha. Bắt đầu nó vô cái thăng trầm của Nhung á. Rất là thương. Mọi người Nhung luôn hỏi là sao Nhung tại nhìn sao Nhung lại qua Mỹ, đúng không? Thì Nhung nghĩ rằng là này, cái hoàn cảnh, cái duyên nó đưa đẩy thôi. Nó là cái duyên thôi. Mình đưa cái cuộc sống, cái con người của mình nó được qua một môi trường mới, và Nhung biết ơn cái điều đó. Mặc dù Nhung không hề muốn ở lại Mỹ nhé. Mới qua là tôi không muốn ở lại Mỹ đâu. Tại vì nó buồn, nó cô đơn, nó thiếu thốn đủ thứ. Mình lái xe không biết tiếng Anh, không biết, rồi không biết một cái gì cả. Thì cuối cùng là mình lại rơi vào trong những cái hoàn cảnh mà giống như một mình qua đây. Hồi đấy thì ca sĩ Việt Nam không qua nhiều, mà nhưng mà mình lại ở lại trong một cái môi trường là mình phải ở lại. Đâm ra là mình sẽ phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều thứ. Và
Thực sự là lúc đấy không có gia đình, không có người thân, và mình gọi về cho gia đình thì mình vẫn phải nói là mình ổn. Mình không sao hết. Vì bản thân trong cuộc đời của mình đã làm cho họ cũng đã có những nỗi buồn ấy. Cho nên là Nhung nghĩ là mình phải tự vượt qua. Mình sẽ phải làm một điều gì đó để mình chứng minh được là mình phải vượt qua và mình phải thành công. Mình phải làm thành một con người khác. Mà cuối cùng nó khác thật. Không, Nhung qua đây Nhung thành công chứ. Nhất là về cái mảng ca hát của Nhung là Nga chấm là thành công rực rỡ đó. Thứ nhất là Nhung rất là nhiều show và cái giọng hát Nhung là thật sự là hay. Và bạn trong cái giao tiếp của Nhung á thì lại rất là duyên dáng. Chứ cứ bị cái là Nhung lận đận quá. Nga thương Nhung cái là Nhung. Nhưng mà lận đận hay không cũng là do cách của mình đấy. Do cách mình sống. Vừa lận đận và vừa cái đường con của Nhung quá khổ. Thì con thì là con cái là trời cho, thì cái đấy mình không chọn được. Cha mẹ không chọn được con cái không chọn được cha mẹ. Thì cái điều đấy tôi công nhận, nhưng mà lận đận hay không cũng là do cách mình đặt niềm tin. Với hơi tâm linh một chút, Nhung là thiên về thần số học là số 6 đúng không? Nga là số mấy nhỉ? Số 9. Số 9 của Nga là phải làm tạo ra những giá trị cho cộng đồng. Còn Nhung là số 6 là cái người là phải trao ra yêu thương. Năng lượng yêu thương lúc nào mình cũng suy nghĩ cho người khác hết. Tại vì đấy là cái bản năng của mình. Và mình chỉ hạnh phúc khi mình trao được cái tình yêu thương đó cho mọi người thôi. Chứ mình không bao giờ mong cầu một cái điều gì mọi người làm cho mình. Tại vì sao? Đó là cái nếu mà mình tin vào thần số học thì cái đấy nó chính xác. Và Nhung cũng luôn luôn tự đi tìm những câu hỏi là ôi tại sao mình lại gặp những điều không may mắn, tại sao mình lại gặp những con người thế này thế kia, ví dụ thế, và tại sao mình có thể tin người một cách quá như thế, mình có rút ra được bài học gì hay không. Nhưng mà thực sự con người của mình sẽ mãi mãi không thể thay đổi. Khi mình đã tin là mình sẽ tin, đúng không? Và mình yêu thì mình phải tin, mà mình không tin thì mình không yêu. Thế còn nếu mà mình gặp được một cái người mà hợp với mình, gặp được một cái người mà người ta thực sự đến mà để yêu được nghệ sĩ như bọn mình, cũng khó. Đúng rồi, khó lắm. Nghệ sĩ mình nhìn vui vậy chứ mà cũng rất khó. Bên trong mình cũng có nhiều cái. Mọi người bảo tại sao nghệ sĩ thay đổi chồng vợ nhiều? Bởi vì sao? Người nghệ sĩ bản thân họ đã có cái tôi là họ có thể tự lực được. Họ không cần dựa dẫm ai. Và chính vì thế nên cái tôi của họ nó rất lớn. Và khi đụng một cái chuyện gì đó không vui á, là người nghệ sĩ sẵn sàng buông quay đi này, để mà đi làm cái việc khác, chứ không có ngồi đó mà chờ sự gì đó dẫm hay chờ đúng đợi rồi. Chính vì thế đó là một điều nhược điểm, nhưng cũng là ưu điểm, nhưng cũng là nhược điểm của chúng ta, là cái dở của mình đó, cái chứ. Dở đó là cái dở. Bởi vì sao mình không mình có yếu sự, mềm yếu đuối trong những cái đủ sự kiên nhẫn mình. Nhưng đối với Nhung đến bây giờ thì Nhung nghĩ này, mình chưa gặp đúng người. Và khi mình gặp được đúng người thì cả hai người đều khiến cái năng lượng đó đều khiến kiên nhẫn đối với nhau. Ví dụ như Nhung, chắc mình phải đợi về già Nhung ơi. Không cần phải đợi, cái gì nó đến nó sẽ đến. Về già về già cũng biết đâu đúng không? Già, bây giờ cái tính mình nó trùng lại một tí, nó bớt cái tôi nó đỡ. Là mình nhịn á. Thì nãy giờ những câu chuyện của chúng ta nó cũng khá dài. Thì bây giờ Nga muốn hỏi một cái câu chuyện này, và hiện tại thì mình lo hai con như vậy, có một cái người đàn ông nào mà người ta bên cạnh mình mà người ta ta thương mình mà ta hiểu mình để mà phụ cho mình những cái điều mà mình Nhưng chưa bao giờ suy nghĩ nhiều này, chưa bao giờ suy nghĩ là sẽ có người đàn ông nào phụ mình và sẽ giúp đỡ mình hay là cho mình một cái cuộc sống đầy đủ hay như thế nào đó. Tại vì không biết làm sao, nhưng mà cái chuyện mà ngay từ bé được giáo dục một cách tự lập, mẹ Nhung đã giáo dục là vì nhà mình nghèo không có tiền cho nên là các con hãy tự mình vươn lên trong cuộc sống. Và cái sự lăn lộn của mình trong đời sống, mình đi diễn đi show này, cái thứ là mình đã phải tự phải bảo trọng của mình rồi. Thế mình thứ nhất là mình mẹ nói là dù gì chăng nữa thì con người của mình không được đánh mất cái phẩm giá của mình. Có một cái người đàn ông mà Nhung 30 năm nay người ta theo đuổi Nhung không mà. Nhung với người đó giống như là tri kỷ vậy đó. Có nghĩa là biết Nhung từ khi bé, và tất cả những cái chuyện xảy ra trong cuộc đời của Nhung thì họ đều chứng kiến. Nhưng mà có điều là vì một cái duyên nó chưa có thể đến được với nhau. Mình hỏi mình có yêu người đó hay không, đấy mới là tình yêu. Bởi vì cho dù mình đã lấy chồng, cho dù mình đã có con với một người đàn ông, một người bạn trai của mình, đúng không? Nhưng mọi người đã biết thì sâu thẳm trong đáy lòng của Nhung thì Nhung vẫn có một người đàn ông gọi là tri kỷ. Và họ rất rất hòa hợp đối với mình, hai người hòa hợp với nhau về tâm hồn. Thì Nhung nghĩ rằng nếu mà sau này nếu có một cái cơ duyên và mình có thể biết đâu được mình sẽ tìm về với nhau. Và đến bây giờ thì Nhung với họ vẫn
vẫn giữ cái tình cảm đó. Họ thì vẫn luôn luôn lúc nào cũng muốn được che chở và bao bọc cho Nhung, bởi vì đã gọi là tri kỷ mà. Thì cho dù mình xấu nhất đi chăng nữa, hai bên đều có những cái điều mà coi như cả thế giới này không công nhận rằng là xấu, nhưng mà hai người vẫn coi những cái đó là những cái điều tốt đẹp. Đấy là tri kỷ. Đó là tuyệt vời đó. Thì rất tuyệt vời. Thì Nhung nghĩ rằng là Nhung chưa dám nói trước điều gì, nhưng Nhung nghĩ rằng biết đâu được một ngày nào đó mình sẽ muốn được sống với họ thì sao. Bây giờ là chị vẫn là ở trong mức tri kỷ thôi, chứ chưa vô một cái tình yêu. Đối với Nhung là một cái điều nó khá là xa xỉ, tại vì thực sự ra mà nói thì Nhung, tôi nghĩ rằng là thôi mình cứ sống cho cái cuộc sống của mình, cho các con của mình, và quan trọng này, hướng mình vào bên trong, mình có hạnh phúc không, mình có vui không, đấy là điều quan trọng nhất, và mình làm nghề một cách nghiêm túc và mình cống hiến tận hiến, thế là xong. Rất là cảm ơn Nguyễn Hồng Nhung buổi trò chuyện hôm nay. Mình phải cắt ngang như vậy bạn à. Nếu mà chúng ta vẫn nói chuyện thì có thể là nó đến rạng sáng hôm sau đó. Đúng rồi. Tại hai đứa cũng hợp mặt cái năng lượng. Mặt trời với trăng đã lên rồi. Mặt trời với trăng đã lên rồi. Thì hôm nay đó, Nga nói rồi, trước khi vô đề câu chuyện Nga đã nói với mọi người, đối với Nguyễn Hồng Nhung khi mà mình nói chuyện mình sẽ được nghe đầy đủ hỉ nộ cho đến ái ố luôn, coi như là không sót một cái gì. Nhưng mà cái này là thật sự là cũng mới có 1/3 đề 3 của câu chuyện thôi, nhưng mà nó cũng quá đủ đầy cho chương trình rồi. Rất là cảm ơn Nguyễn Hồng Nhung hôm nay. Và Nhung đến đây thì cũng có gửi cho Nga cái trà sữa, thì Nga cũng sẵn đây là rất là cảm ơn Nhung đã trò chuyện. Thế bà cho tôi ăn trái cây không? Thì có chứ. Thì Nga cũng chúc cho Nhung luôn luôn có nhiều niềm vui, hạnh phúc và nhiều show. Cảm ơn bạn. Trong cuộc sống luôn luôn được khán giả yêu thương và cầu gì được đấy. Đấy là cái điều mong muốn nhất. Thì đây hôm nay khách đến nhà không trà thì nước. Mình có ít sầu riêng bà Nga với lại bưởi. Cái này là mình để một ít thôi. Nhưng mà lát nữa bạn đưa về thì chắc có lẽ bạn thân của mình cho một thùng. Nói chơi vậy thôi chứ chắc nhiều quá, nó nặng tay. Nhưng mà nặng lắm. Mình lấy vừa vừa thôi. Mình có tự trọng như ai. Có mami đó, gửi cho mami nước yến nè. Để mami uống. Còn nếu mà Nhung thích chơi da đẹp thì Nhung uống luôn cũng được, không sao cả. Thế kinh rồi. Tức là mẹ con cùng chia nhau uống à? Chia nhau uống với lại đấy sầu riêng với tôi phân chia luôn. Như là người Bắc đâu có thích ăn sầu riêng đâu, đúng không? Người Bắc không thích, nhưng mà bà cho thì tôi vẫn có thể bán lại được mà. Rất là cảm ơn Nguyễn Hồng Nhung hôm nay có câu chuyện vừa dí dỏm vừa rất là nội tâm. Và nhiều lúc Nga rất là muốn khóc cùng với Nhung, quý vị rất là thương Nhung rất là nhiều. Và bây giờ là chương trình Thúy Nga Nhà Có Khách đến đây cũng đã kết thúc. Mọi người nhớ đón xem chương trình trên hệ thống MCV Media Network vào mỗi buổi tối thứ bảy vào lúc 20 giờ. Và một lần nữa Thúy Nga và 30 phút là của tôi và thêm bán sầu riêng đó. Và một lần nữa Thúy Nga và Nguyễn Hồng Nhung xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.